Bạn sử dụng con ổn 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 bà cứ ngừng lợi nhau bà caro samika bẩn tật đá rồi cắt tam tam của chúng mình tí hai skill bẩn tật mới tiết sau đó tận được bẩn tật mới tiền chấm lâm hạn đấy cô sống khăn nặng đây nó hai cò chỉ tôi tới cứ tay tay chân phải lo nó lo một trong không đặt nặng thì bình thường đó bạn chấm cắt tam tiền bạch tiền hợp ở nhà lại nó hay những người ta sẽ cho mình cái nơi làm hạt lấy tí này nữa và tỏ chân cái thằng ở những độ số mấy cao một tấc để sờ tận đường đế đó để sờ tận đường đế và sờ tận đường một tấc đế nó cứ đế một tấc đế nó cứ sờ tận đường cái đấy sờ mấy cái đó đó buồn đó và hai cái tam số mấy á mà con ám mùi nữa cho mình ha mình tên ấy cứ để dương rô mình thật một cái thầy chứ thì đây mày thế cứ người sau tình năng mình tên đi đó hai mình tên nên đó có việc cắt tam chụp được á nữa mà mình tên để dương rô nó cứ cắt tam chụp được á tiền đó và chân biết vị thi rô cứ dương mà tầm mơ tầng ngọt cái này mà sai này bạn chân chụp lại cứ dừng rô xe mấy cả mặt chất và còn chân biếm rô cứ dừng trâu tàng á cứ tàng ấy cơ bản à tàng âm tàng ân ấy cơ bản à và để mình có ở đây ấy cái đấy cứ mà thay nhận đây phòng màn thì chân dừng trâu tàng vì nó là thờ âm đi mình có ở đây phòng màn thì chân tàng về ấy cái đấy chân tàng âm đi mình có ở đây ấy cái đấy là thờ phòng màn thì nó và để ở thật là lơ bẩn tớt để cắt tạm A nâng á chúng mà tha bẩn tớt bao dương ní cứ đầy dương trong rô đó cứ việc cắt tạm A nó và chúng bẩn tớt bao dương ní cứ việc cắt tạm A bẩn tớt nó cứ bẩn tớt cắt tạm A hơi dương tăng tùm lực âm ní nó hơi dương tăng tùm lực âm ní ở thật là lơ bẩn tớt để cắt tạm A nâng á chúng dương tăng âm bẩn mẹ đó và chúng để cắt tạm A nâng á và chúng bẩn tớt những ai đầy dương trong rô nâng á chúng vị trí nó cứ và dương trơ tài chăm và dương trơ tài chăm đó và dương trơ tài chăm vì điểm biệt không cắt với nó cứ dương trơ tài tàng nó trơ tài tàng và mình tàng thế cứ dương đồ vật cười thế đó chứ cứ buồn nó cứ trơ tài tàng đó và bạn tỏ ở đây cái đó bị dương ban và cho bị dương tàng lại tàng ấm cứ và thân là lơ mình tới đây cắt tam cắt tam a đấy và chỉ cắt tam mỗi những viên hạt bắt đầu được cái cắt tam a cắt tam âm đó chắc những ai cho mình cũng tập từ này bật tật này ngay này bật tật a âm này ngay nên cho được viên tàng mấy thì bật tật nó cứ mình chung màu viết như bật tật a âm đó để cắt tam a đó mà tới nó cắt tam a này âm đó mà cái là bị viên tàng mỗi những bàn pi chấm nốt đó mà chơi những bàn pi chấm nốt a này âm chơi những ai cho mình cũng tập từ ba này nè ba chứng chứ ai rô mê côn prap tư ba nè chứng dưới đơn hát tha rô mê côn prap tư chụp được muốn cư dương tờ dô y rạch phí đòn y rạch mùi lơ y rạch phí đòn y rạch mùi nè ba chứng chứng bật tất nâng cứ cắt tam chứ nói á nâng ấm là dương bàn tàng nữ chứng chứng ai tao lấy cắt chứ chụp được tì mùi hay ấm chứ mê liệt phí ấy chứng y rạch phí đòn y rạch mùi hay y rạch phí cư cắt chứ ấm mà chứng y rạch chú đời chô mô hay y rạch muối cứ á và thứ mà muối hay hp cứ x âm này cứ x cái mà hay đỏ đường pram hay cũng tốt hay đỏ đường x muối cứ pram các bạn chương chương ba miền cực pram tự nâng cứ này bật tơ để chương tăng còn đây bật tơ để cắt tam a này âm để chương tăng cứ nhưng khi tham tơ bao viết cứ miền cực pram tự bao viết cứ á mà này định y cái đó muối lấy ít đỏ làm nhưng anh vừa cài kiểu địa bàn thì chương chương tung về chân sẵn hay dương
ត្រូវមេគុណប្រាប់ទិសមួយទៀតគឺនៃបន្ទិតដេនឹងអញ្ចឹងបន្ទិតដេនេះគឺយើងនិយាយទេយើងអាចមើលឃើញថាបន្ទិតដេនេះគឺមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើម៉ាន3ណាបាទអញ្ចឹងបន្ទិតដេនេះគឺមានមេគុណប្រាប់ទិសគឺស្មើនឹង3ណាបាទ បាទតាមតស្លាយតាមវិជ្ជាគឺបន្ទិតពីស្របគ្នាណាអញ្ចឹងបន្ទិតដែលយើងតាមគឺមានឈ្មោះរបស់វាគឺបន្ទិតអាអឹមនេះគឺវាស្របទៅនឹង D ស្មងដក1ហើយស្មងដក5ហើយ A' ស្មើនឹង3អញ្ចឹងមិនថាជាងអាចទាញថាមេគុណទី3ប្រាប់ទៅគឺស្មើគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺវាត្រូវស្មើនឹង A' អញ្ចឹង A' វិញគឺស្មើនឹង3អញ្ចឹងគឺជួយវាចូលមកអញ្ចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងការចំនួននេះគឺសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលតទៀតមកនៅពេលដល់ចំណុចត្រង់នេះហើយគឺអត់ពិបាកទេ បាទសំខាន់គឺសម្រាប់នេះតើតាចាប់ពីរបៀបក្នុងការធ្វើវាខាងលើហ្នឹងណាហើយដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការគណនាដោះស្រាយរោ อีกเกรดดอก1ស្មើនឹង3គេថា x-15អញ្ចឹងបន្ទិសគឺថាជា15ណាបាទតោះដល់ទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបាទបោះ x-15ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការគុណពលាទៀតណាដើម្បីដោះស្រាយវាទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណពលាទ3ហ្នឹងមក3គុណ x បាន3x ហើយ3គុណដក5គឺបានដក15ណា បាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងពលិតចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាលាទៀតអាណាដែលអាចជានេះបានយើងជានេះវាមកណាបាទអញ្ចឹងដក1នេះដក1នេះយើងបោះវាមកអស់ទី2មកបានទៅដែរបាទអញ្ចឹងបោះវាមកអស់ទី2មកយើងបានបី x ដល់បន្ទិតមិញដែលយើងកំពុងរកគឺហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសម័យការបន្ទិតដែលយើងកំពុងតែរកនេះគឺ អសអីក៏បានដែរតាំងវាបានពីចំណុចមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរកមានគុណប្រាប់ទីមកហើយទីនឹងទៅហើយទីបន្តទី2មកបន្តទី2ស្មើគ្នាមកយើងអាចដោះស្រាយរកសម័យការបន្តនឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញនៅទាំងណាបើបន្តទេអាចគ្នាអស់គ្នាអាចព្យាយាមមើលការពន្យល់របស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងព្យាយាមរៀនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងណាហើយរៀនធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតមក ខ្ញុំជឿថាយើងអាចយល់ហើយអាចធ្វើបានណាបាទបាទចុចថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំណាហើយអរគុណសូមជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា